Chào mọi người nhá. Cũng là nhân tiện là nhà mình có 7 cây mộc hương ta và một cây mộc hương tàu. Thì nhìn sơ qua thì là mộc hương ta thì hoa vàng lá nhỏ các bạn nha. Đấy, mình sẽ đi vài cây mộc ta. Sau đó là sẽ đến cây mộc tàu. Đây. Hoa vàng các bác nhá. Hoa vàng rất là đẹp mà rất là thơm luôn. Đấy. Lá nhỏ, lá đang cưa. Thì nhiều người cứ bảo là mộc ta thì có đang cưa, mộc tàu không có đang cưa. Nhưng thực ra là mộc tàu cũng có đang cưa các bác nhá. Đây, bây giờ mình sẽ vặt một cái lá này chúng ta ra so sánh. Đấy. Đây, mình sẽ đi ra đây cho các bạn xem cây mộc tàu. Cây này trước của mình to lắm nhưng mà nó bị mọt, nó bị kiến nó ăn, mình không để ý nên là nó cũng chết dần chết mòn. Đây. Đây nha, mộc tàu đây các bạn nhìn nhá. Lá nó cũng rất là nhiều đang cưa đúng không? Đấy. Thế nhưng mà những cái đường gân của nó không thể rõ rệt như kiểu là mộc ta được. Đấy. Mà lá nó mỏng lá, nó to hơn là mộc ta. Lá nó to hơn mộc ta. Đây. Điển hình các bạn nhìn một số lá đây. Lá nó tròn. Tròn và to hơn là mộc ta. Nhưng mà các cái đường gân của nó không thể rõ rệt như kiểu mộc ta được. Mộc ta nhìn nó vẫn nhiều gân hơn. Các cái đường rạn chân chim của nó rõ rệt hơn. Còn cái anh mộc tàu này thì lá nó chỉ tròn mà mỏng bấy lá lắm. Đấy. Thì cây này đợt trước thì của nhà mình nó cũng ra hoa rồi nhưng mà nó ra hoa mới đầu nó ra hoa màu màu trắng trắng quá nhá. Nó không vàng như kiểu là mộc hương ta. Mộc hương ta hoa nó vàng. Các cái đường thân thì nó nhìn thì nó gọi là giữa giữa như nhau. Hàng ta kia thì nó nhiều mụn mặn với lại sần sùi hơn. Thế là hàng tàu thì nhìn nó kiểu nó trơn hơn. Đây quá nhìn này. Lá của thằng tàu nó cũng vẫn có đang cưa bình thường nhá. Chứ không phải là nó không có đang cưa đâu. Đấy. Nhưng mà chỉ cái đường gân của nó, các cái đường rạn chân chim này, nó không rõ rệt như kiểu là mộc ta thôi. Sờ vào cái lá mộc ta này nó rất là cứng cáp luôn. Nó cứng cáp. Lá nhỏ như con thuyền. Còn bọn tàu này lá nó mỏng. Lá nó mỏng lắm. Mà các cái đường gân của nó không rõ rệt được. Thì video này mình cũng xin kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp các bạn vào những video sau nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi trong thời gian qua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.